nó bay tùm lum hết rồi. Đừng ai để nghe, tôi cho chiên ăn đó nha. Nó mệt bà quá đi bà quá. Cái này chết rồi. Leo lên, leo lên. Leo lên. Ăn gì mà lớn như thế này. Ổn ghê, giờ mình cho ăn chua mà nó bung rần rần luôn các bác ơi. Xuống đây. Trời đâu rồi. Quên nó, không có trời kêu nó đâu nghe. Ở đây nữa luôn. Để phòng con sau lưng nữa, mình sau lưng nó bay cái cào lưng này. Nha, mình cúp cái video này để nó dài quá mình đăng lên khó nha các bác nha. Hẹn các bác là video sau nha. Đó là bài đó. À, đây là diều trắng nha các bác. Diều trắng này là 10 tuần tuổi nha. Đây, con này cũng 10 tuần tuổi luôn nha, con này cũng 10 tuần tuổi luôn. Con mấy này con non 4 tuần nè. Con này 4 tuần tuổi nè. Mấy con này 4 tuần tuổi nè nha, các bác nha, 4 tuần tuổi nha. 4 tuần tuổi nè. Đó, con này con đeo bàn của mình nha. Rồi xin chào các bác nha, hẹn các bác clip sau nha. Tại vì giờ mình tranh thủ mình cho nó ăn. Mấy con nhỏ này mình phải đút nó.